dân biểu tiểu bang Stephanie Nguyễn, dân biểu tiểu bang Ashkara, ông Phong La là Laura Alameda County of Sasso và Sacramento County District, Tiền Hồ. Biểu và sau đó là quan khách của ông dân biểu Stephanie, dân biểu Ashkara, Phong La và Thiện Hồ cũng sẽ phát biểu. Go ahead. Good morning. Good morning. What a good morning. It is a beautiful day to be an American. It is a beautiful day to be a Californian. And it is a beautiful day to recognize the strength of the Vietnamese American community. Đây là một buổi sáng rất là đẹp cho quý vị. Đây là một ngày mà chúng ta làm mình hơn cho sức mạnh cộng đồng. Yeah. I want to thank President Ha as well for helping to convene and create an opportunity and space for us to be visible, to be seen, and to be heard. They want you to say English, and maybe I summarize later because it's going to take a little more time. So go ahead. And to make sure that we are speedy with the acknowledgments, this would not be possible for the state of California to acknowledge the strength of the community for the first time in California state history with bipartisan support recognizing the freedom flag. And I could not have done that opportunity without my colleagues in the legislature, and we are so privileged, incredibly privileged to be joined by a champion for the Vietnamese American community and for all Californians, and Assemblymember Ash Khalra. Yes. You already know that, and also Assemblywoman Stephanie Nguyen, the first female Democratic member of the California legislature of Vietnamese descent to be elected. And of course, we have our local elected officials in their own right, Assessor Phong La from Alameda County, and all the way from Sacramento County, our District Attorney Tien Ho as well. You'll hear from them shortly, but again, let us pause and recognize the significance of this day. This is also about the importance of our young individuals, and it's so wonderful to see our Boy Scouts who understand the importance of civic engagement, what America was founded on, the principles, the values of our community, and recognizing freedom. And we must not lose sight of that at the federal level, at the state level as well. And so I am honored to have the privilege and opportunity to join my legislative colleagues in recognizing the freedom flag officially by the state of California. Lastly, I also want to say that this is not the first. We have taken great pride in recognizing that this has also been done at the local level, none other than with under the leadership of our school board trustee, Van Lay, as well. And that is what is so important in recognizing that representation matters, and I want to acknowledge and give credit where credit is due. This is not a new concept, but it's because of the work and advocacy of great leaders as well. It's a privilege to join you. Thank you very much. Biểu Evan Lo cũng cảm ơn Chủ tịch Triệu Hà cũng đã cùng với ông để mà tổ chức cái buổi lễ chúc mừng cho ACR 195 được thành công. Ông cũng công nhận là có dân biểu tiểu bang Stephanie Nguyễn từ Sacramento, ông dân biểu tiểu bang ở trong khu vực của chúng ta là Ashkara, cũng có thẩm định viên Phong La và biện lý Thiện Hồ cũng đã đến đây để mà cùng chúc mừng với cái nghị quyết ACR đã được thông qua lưỡng viện. Đây là một cái việc làm không có dễ đâu quý vị. Và ông cũng có cảm ơn Vân Lê là một người mà cũng đã làm việc sát cánh với ông để cái nghị quyết này từ trong học khu Eastside qua đến trên đến tiểu bang. Và từ đây về sau chúng ta phải hãnh diện là nghị quyết ACR 195 đã được ký tại trên tiểu bang California
và thư ký của tiểu bang đã công nhận, thành ra không thể nào phai nhòa được, không thể nào mà biến mất được trong cái tiểu bang California này. Thì ngày hôm nay là ông cũng rất vui mừng và rất hãnh diện, và cũng có nhấn mạnh đến các những lớp trẻ như là các em hướng đạo ở đây cũng đã là nhân chứng, và các em cũng đã biết đến những cái văn hóa và những cái phong tục của truyền thống của Việt Nam Cộng Hòa. One more sentence you want to say with everyone before I give us the microphone to State Assembly Stephanie and Ashmara. Việt Nam Cộng Hòa muôn năm. Yeah, Việt Nam Cộng Hòa muôn năm. Sau đây một chút Việt Nam forever. Right? Thank you very much. It's a privilege to serve. Now we give the microphone to State Assembly Ashkara, and after we move on to Stephanie Nguyen and Hong La and Tien Hong. Xin chào quý vị. Tôi là Ashkara, đến Beauty Bank, California. I'm very honored to represent this community in the State Assembly, and I want to start by, as we stand in this, before this beautiful memorial to the soldiers, I want to thank all the veterans, Vietnamese and American veteran soldiers who fought for the cause of freedom for the Vietnamese people. And as I stand with my colleague, Assemblymember Stephanie Nguyen, I want to join in thanking Assemblymember Evan Lowe for taking the leadership role in leading the state legislature and making it very clear that the freedom flag is the flag we recognize on behalf of the Vietnamese people, both here in Vietnam and around the world. And I just want to say how proud I am to represent this community. And it's moments like this that make it so clear to me that the Vietnamese American people here in San Jose, in Sacramento, Orange County, around the whole country, are the most patriotic of Americans, because they understand what it's like to lose freedom and to continue that fight for freedom. And they remind us of how fragile freedom can be if we don't fight for it. And so, again, I want to thank each and every one of you. It was an honor to be able to join on to ACR 195. It's one of many actions we've taken to stand with the Vietnamese people, to stand up for human rights, and to let the Vietnamese people in Vietnam know that we haven't forgotten them, that we're always going to fight for their freedom. Cảm ơn nhiều lắm. That's awesome. Trước cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, và cũng công nhận là cái sự hy sinh của chiến sĩ Hoa Kỳ và chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Ông cũng nhấn mạnh là lá cờ tự do và lá cờ truyền thống sẽ là lá cờ từ đây về sau trên toàn nước Mỹ, ai cũng sẽ biết đến. Cái ngày hôm nay là cái ngày rất là lịch sử, và ông cũng cảm ơn những người đã tranh đấu, và ông cũng luôn luôn tiếp tục để tranh đấu cho nhân quyền, tự do và dân chủ cho Việt Nam. Xin mời Stephanie Nguyễn. Stephanie Nguyễn thì vâng lên biết là cô nói tiếng Việt cũng rất rành, thành ra để cho Stephanie Nguyễn nói tiếng Việt. No, you go ahead. I'm just putting you on the spot. I'm going to speak in English so that others can understand. My parents came over here as refugees during the fall of Saigon, and it was tough for us, as many of you here who escaped Vietnam. And I can tell you this, that when I got here to the United States, and as a student and as I pursued my career, the flag of our Vietnam flag is not what we see here today. But the flag that I know, the flag that my children know, the flag that my family knows, is this one here. Yeah. And this will be the only flag that I will know all the days of my life and my family's life and my kids' life. Many of us have fought for this flag. We have cried for this flag. And many have died for this flag. This flag represents me. It represents all of you.
It represents our community. It is the one representation of our freedom. And when we see any other flag that doesn't look like this, that doesn't represent our Vietnamese community, it is our job. Yeah. It is our duty to take it back and say no, that this is our flag right here. So as I turn to you, our future, I tell you this, like I tell my kids, this is your flag. This is your grandma and grandpa's flag. This is mommy and daddy's flag. This is you. And so if you see any other flag, you tell them and you bring it back and you tell them that is not the right flag, that this is our flag. Thank you so much for being here. Thank you so much for keeping this alive. Thank you so much for fighting this every day. And we here are with you all the way to the end. Thank you so much. Awesome. Tôi xin tóm tắt lại là lời phát biểu của dân biểu tiểu bang Stephanie Nguyễn. Gia đình bà cũng trốn trại cộng sản và bà cũng lớn lên là một người học sinh ở trong tiểu bang California. Nhưng mà bà nói lá cờ này là lá cờ của chúng ta, lá cờ của những người đã hy sinh cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Và bà lớn lên chỉ có dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ mà thôi. Và quý vị nào, con cái quý vị nào mà thấy có một cái lá cờ nào khác hơn cái lá cờ vàng này, thì chúng ta có cái trách nhiệm phải nói với cái cộng đồng đó, phải nói với những người đó là chúng tôi chỉ trân trọng và trân quý và chỉ có lá cờ vàng ba sọc đỏ này là lá cờ tượng trưng cho cộng đồng tị nạn cộng sản. Phải không quý vị? Cho chúng ta đi một tràng pháo tay rất là vui, rất là hạnh diện. Có một người dân biểu tiểu bang California, phụ nữ. Thật ra là cô Tiffany Nguyễn nói tiếng Việt cũng rất là giỏi, nhưng mà cô muốn nói tiếng Anh để mà truyền đạt được cái ý của cô. Thật ra là rất là nhiều người, và cô cũng nói đến các em hướng đạo, những thế hệ trẻ cũng nhớ là cha mẹ, ông bà của các em cũng đã hy sinh vì dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ này. Và các em cũng có trách nhiệm để mà cho những sắc dân khác biết rằng là chỉ có lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ mà chúng ta trân quý và chúng ta thường làm lễ hàng năm. Và bà cũng muốn cái lá cờ này là cái lá cờ ở trong tiểu bang California. Và xin cảm ơn bà. Xin mời thân công la. Thank you very much. Phong muốn xin lỗi, chắc là Phong nói tiếng Việt rất là dở. Thì Phong sẽ nói tiếng Anh bữa nay. I want to thank the assembly members and my colleagues for inviting me here today. Although I was born in Vietnam, from Sanh in Vietnam, from Long Lan Mai, I didn't know what the flag meant. I didn't know what the word Saigon meant. And when I was a teenager, I asked my ông nội and I asked my dad, why is it so important? And my dad sat me down and said, nếu mà con mắc nước Mỹ, nếu mà con mắc lá cờ của Mỹ, how would you feel? And that, what I said was, what if I lost America, and what if I lost the flag of America? How would I feel as an American? And that really hit home to me, because that made me realize why this is so important to my own life and to my dad. And made me realize why it's important for me to be here today. Because this flag represented everything that was important to them. And when my family fled Vietnam, they didn't know what they were going into. They didn't know what was next. But they knew that they had to go. They knew that what was there was not for them. And so this flag is a reminder to them and to all of us of those important things that we lost as a people. And it's important to us to bring that here to America, to always remember what it was that we lost, but what it is that we hope to regain. So thank you very much for inviting me here today, and thank all of you for what you did in the State Assembly. Thank you. County Assessor Phong là một người mà chắc cũng quý vị cũng chưa bao giờ gặp, và Vân Lê cũng đây là lần đầu tiên, ông cũng là một người dân bầu ra. County Assessor Alameda cũng đến với chúng ta và cũng phát biểu. Bây giờ xin mời biện lý được ở Sacramento là biện lý Thiện Hồ.
As a son of Saigon, as a son of South Vietnam, as a son of San Jose, as a son of two parents born in Vietnam, I remember the day that my parents and I escaped Vietnam on a tiny fishing boat. I remember growing up here in San Jose on Tully Road. And what I remember from my childhood, the one image, is this beautiful yellow flag with the red stripes, because it symbolized our community, our people, what we lost and what we gained and what we still have. And as Stephanie said, this represents our community. It is our only flag to represent our community. And I have a dream and I have a hope, as all of you do, that one day this beautiful flag will fly again, not only here in America, but in our homeland. Yeah. That one day our people will be free again, that one day they will actually drink from the well of freedom, that one day this flag will fly everywhere in this world and it will represent our people. And I tell you that today, I want to particularly thank Assemblymember Evan Lowe, because it was through his leadership, along with the others here, but him in particular, that we have a recognition of this freedom flag that it represents, and it is the only flag that represents our community, and it's the only flag that represents our people. And for you to remember always that one day that flag will fly again in our homeland. Thank you so much. Lá cờ này một ngày nào đó thể trở về đất nước của chúng ta, đất nước Việt Nam, và để cho cộng đồng cũng như cho tất cả mọi người biết rằng là đó là lá cờ tự do và dân chủ, và ngày nào đó đất nước Việt Nam sẽ có lá cờ vàng ba sọc đỏ này tung bay trên đất nước Việt Nam, phải không quý vị? Rất là quan trọng. Và Điện Lý Hồ cũng là một người cũng có cha mẹ, chú Hồ Quang Nhật ở đây cũng là một người đã trốn chạy cộng sản ngày mất nước 30 tháng 4 1975, và ông cũng hiểu rõ được cái tầm quan trọng của tự do, dân chủ và nhân quyền. Qua lá cờ vàng ba sọc đỏ này, chúng ta vẫn trân quý, và chúng ta sẽ luôn luôn nói với thế hệ tương lai là lá cờ này là lá cờ mà chúng ta phải gìn giữ, là lá cờ tự do, dân chủ và nhân quyền. Và xin cảm ơn. But now I think it's time to present the ACR 195. I think xin lỗi chút xíu, chúng tôi có một cái chiếc xe Toyota màu đỏ, ba số chốt là 584, lốc cái xe khác người ta cần phải di chuyển liền bây giờ. Quý vị nào có chiếc Toyota màu đỏ, ba số cuối 584, xin làm ơn ra để mua chiếc xe đi. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, Lê xin mời Chủ tịch Triệu Hà là cộng đồng Việt Mỹ Bắc California lên, và cho ông dân biểu tiểu bang Evan Lowe và các dân biểu khác cùng với khách mời của ông sẽ gửi bằng khen bằng ACR 195 cho Chủ tịch Triệu Hà. Xếp một tràng pháo tay thật lớn. Ông Triệu Hà, Chủ tịch Cộng đồng Việt Mỹ Bắc California, thay mặt toàn thể đồng bào tị nạn Bắc California nhận nghị quyết cờ vàng từ dân biểu Evan Lowe. Ngoài ra, Vân Lê cũng biết là Chủ tịch Triệu Hà cũng sẽ mời ban chấp hành ở bên cộng đồng Chủ tịch Triệu Hà muốn gửi tặng quà cho 5 người. Trước tiên tôi xin kính chúc quý vị, tôi xin cảm ơn phái đoàn của
Kiều Vang đã xuống đây để trao cái bàn nghị quyết cờ vàng. Đây là một cái nghị quyết tranh đấu 19 năm nay mới có. Chúng ta bị trở ngại là tòa lãnh sự ở Việt Cộng đã làm khó dễ, đã gửi văn thư và đến thẳng tới Sacramento ngăn chặn không được phát cái nghị quyết này. Nhưng hôm nay chúng ta nhận nghị quyết này, đây là một tát tay rất lớn đối với lãnh sự Việt Cộng ở San Francisco và là sự hãnh diện của cộng đồng Việt Nam ở San Jose và của California. Lần đầu tiên chúng ta có ở California. Xin cảm ơn quý vị và xin trao tặng lại phái đoàn những món quà của cộng đồng người Việt Bắc Cali. Xin ok, let me see your first. President Chiu Ha will present a token appreciation to State Assembly Evan Lo, State Assembly Stephanie Nguyen, State Assembly Ashkara, County Assessor Phong La, and District Attorney Thien Ho. Now we invite all of those member of Vietnamese United Vietnamese California of xin mời tất cả các anh chị em ở trong ban chấp hành và mời lên để chụp một tấm hình. Cộng đồng Việt Mỹ Bắc Cali xin đến đây chụp hình kỷ niệm với ủy ban chấp hành, ủy ban tiểu bang. No. We only invite, I'm sorry, we only invite the member of Vietnamese, United Vietnamese American of Northern California will only. So I'm asking Council Member Bien Don and Mayor, please step out because we will have a group picture later. Okay? Please respect our decision. Okay? We only invite member of Vietnamese American, United American of Northern California. Yeah, please step out. We step out, Mr. Bien Don, because you not belong to the Vietnamese American, United American member. You will take a picture later on. You will take a picture later on. This is only for the members. Only for member. Mr. Bien Don, council member, please respect our decision. This is the Mr. Chiu Ha decision and all of this committee. Please don't stop because we have a lot of program. Okay, please.